Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ thử cho đệ tử biến hình kéo doanh trại nhé. Thì cái nhân vật chính của chúng ta hôm nay vẫn là Chin thôi các bạn. Bởi vì nó là biến hình kéo doanh trại thì nó hơi phũ đúng không? Bởi nick Chin thì đệ tử nó mạnh sẵn rồi, sư phụ thì yếu mà. Là yên tâm là qua doanh trại nó rất là easy luôn. Mặc dù là biến khỉ không có tác dụng mấy đâu. Đó. Nãy giờ mình đi được một đoạn rồi, nhưng mà mình quên chưa quay. Nào, chuẩn đi. Các bạn thấy con đệ tử nó biến hình xong nó trưởng Masenko nhìn có bựa không? Nhìn rất là bựa đấy, chứ bình thường nếu các bạn biến khỉ thì nó phải trưởng một cục to đùng, còn đây trưởng cục bé tí. Thì các bạn có trưởng skin bao nhiêu đi chăng nữa ấy, thì khi mà các bạn biến khỉ thì các bạn vẫn phải trưởng một cục rất là to luôn. Còn đây thì nhìn đệ tử si đá quá. Lẽ ra ngày trước mình không nên đổi skin chứ, bên này còn đấm cả cao ken nữa thì khó quá các bạn. Mặc dù thì biến khỉ hay không thì vẫn thế đó, vẫn trưởng hai phát cho một con này, mà nhìn biến khỉ nó vẫn đẹp hơn đúng không? Kể ra con đệ tử này thì thái dương hay là tái tạo thì cũng không phải tốt đâu, mà căn bản này còn cao ken nữa, nó hơi khoai các bạn ạ. Ôi hết khỉ rồi, nhanh thế nhở? Ôi, hết khỉ thì mình tháo cờ ra nhá, mình cứ tạm thời tháo cờ ra đã. Nếu mà sau khi đợi 30 giây thì mình sẽ bật cờ lại. Và sau đó mình sẽ biến khỉ tiếp. Ok á. Bây giờ phải hợp thể thôi. Các bạn hãy nhìn xem, thằng chú ý này mình đấm cho phát chết này. Nào, chết mày đi. Ok á, xịt. Đó, thấy không? Trưởng còn xịt nữa thì mình nó mình nhỏ. Bật cờ được chưa ta? Cái này thì mình phải đợi 30 giây mình mới bật cờ lại được. 25 giây nữa. Còn khuya. 25 giây nữa đủ mình đi được hơn một trường thành đấy. Các bạn tin không? Má nhìn đệ tử Masenko vẫn thương quá. Khi nào mình phải mua thêm một bộ 1S nữa thì mình đổi lại. Các bạn nghĩ xem Masenko Kaioken nếu mà đổi lại thì nó sẽ ra những cái skin gì? Vớ vẩn lại còn ra skin cũ ấy. Thế là thôi mất luôn bộ 1S ấy. Tốt nhất là cứ để Masenko Kaioken này cho nó ngầu đúng không? Đây, con đệ tử mình là ba cái skin huyền thoại luôn nhé các bạn nhé. Demon này, Demon cũng được chơi đầm yếu nhất này, Masenko chơi trưởng yếu nhất này, còn Kaioken là cái skin ba yếu nhất rồi, ba bộ yếu nhất này. Bật cờ lại nào, chắc phải bật cờ được rồi đấy. Đó, thấy lại biến khỉ rồi. Mình phải canh thời gian 30 giây nữa thì mình sẽ tháo cờ ra. Mình tháo cờ ra xong mình lại bật cờ lại. Thì lúc này nó lại biến khỉ được tiếp mà. À, sao bên này trưởng được có 15.000 tiềm năng một phát rồi nhỉ? Trưởng đi, đừng có đấm Kaioken nữa. Má là đấm Kaioken bây giờ nó gần chết này. Thôi kể ra đệ tử mình như này cũng trâu rồi. Thì tối nay thì mình sẽ thử đi siêu cấp 1 bằng nick này, bằng nick Chin nhá. Thử xem cho đệ tử biến khỉ này, xong rồi mặc thêm thỏi đại ca vào nữa. Thực ra thì bên siêu cấp 1 cũng nhiều người vip hơn mình rất là nhiều các bạn ạ. Với nick mình thì bằng giờ này năm trước thì vẫn là chùm đấy, còn bây giờ thì khác rồi. Dần dần thì cũng sẽ có người nó lên nó mạnh hơn đấy đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đến với thử thành 3 này. Cũng tiện thể test luôn với thằng trung y trắng nhá. Thằng trung y trắng nó choáng rất là nhiều. Bây giờ là vô dụng thôi ha ha các bạn ạ. Má, có đệ tử mình. Ok, lại quên tắt cờ rồi. Trời ơi. À mình đấy, mình tắt cờ trước thì bây giờ có mình bật cờ rồi. Chọn phát nào. Rồi, và nếu các bạn thấy thích clip của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, một đăng ký và kích vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sắp đến chui trắng rồi, sắp đến chui xanh lờ rồi các bạn. Đó, thấy không? Vô dụng tôi ha ha này, thôi miên mày phát ạ. Ok, không đủ kỹ. Chưa kịp thôi miên, có đệ tử ở đó đấm thằng kia hẹo luôn này. Thôi, thế cũng được rồi. Giờ này mình cũng lời đi doanh trại các bạn ạ. Có 4 nick nguyên doanh trại vẫn mấy ngày chưa thèm đi rồi này. Với cả ở chỗ mình dạo gần đây cũng có khá nhiều sự kiện văn hóa ấy, là mình cũng bận. Rồi, qua tầng 1 nào.
Đấy, bật cờ lại được rồi đấy các bạn. Không biết bật được chưa ta? Chắc là bật được rồi. Đó, thấy không? Biến khỉ lên thì nó được cái là nó trưởng chí mạng thôi. Thế thực ra cái chiêu trưởng thì nó vẫn cứ bé 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 bé. Mày đấm phát chết luôn chứ. Ghê vãi. Có đệ tử mình đấm đấm bình thường được 120.000 sát thương ấy. Các bạn thấy vừa nãy nó đấm boss không? Quá ghê luôn. Cái biến cái đệ tử thành cà rốt rồi. Trời ơi. Ôi, tháo cờ đi là vừa đấy. 29 giây nữa chứ. Ơ à, vô lý. Rõ ràng nay là mình. À, hình như là trong trong cái thời gian mà biến khỉ thì nó không cho tháo cờ đúng không? Sao thế nhỉ? Sao mình có mới bật cờ đâu mà sao lại bảo là 29 giây nữa ta? Mình nhớ là 30, đợi 30 giây mà nhỉ? Không quan tâm chuyện đấy làm gì cả. Trưởng phát ạ. Các bạn nhìn con đệ tử mình trưởng. Ui, đấm phát chết luôn chứ. Thằng kia chẳng kịp phân thân luôn. Về tắt cờ đi nào. Thực ra thì lên tầng 4 mình không cần thiết phải mặc Dr. Corey đâu. À không, mình thì có đấy. Mà thôi kệ đi, mình mặc vô hình thôi. Cho đệ tử cứ bình thường lên thế này thôi. Không vì gì phải cần Dr. Corey luôn các bạn. Mỗi con một trưởng. Easy lắm. Hello. Đó, nhìn này, mới có một trưởng. Đó. Ở không được viên 4S nào nè. Trời ơi. Toàn mấy viên Sida này. Cả ngày hôm nay đi doanh trại chả được viên 4S nào. Buồn thật đấy. Thôi kệ đi. Nào thì hôm nay đi cho vui mà không phải. Mình đi doanh trại không phải là vì ngọc rồng đâu. Cũng không phải là vì tiềm năng. Đi là vì quay clip. Các bạn thấy không? Lên 16 triệu sức mạnh tí là phải giảm. À không biết tí có kịp không ta? Bây giờ là 19:06 rồi, chết rồi. Sợ mình còn chả kịp giảm sức mạnh để đi đăng đăng ký giải nữa. Thôi nếu không không kịp thì để ngày mai nhé. Đó, bây giờ mình sẽ đi nhặt viên 4 sao. Đây rồi các bạn ơi. Thấy chưa? Cái kinh nghiệm của mình thì thường thì tỷ lệ cao ấy thì nó sẽ ở tầng tầng 3 hoặc là trường thành 1. Các bạn cứ tìm hai chỗ đấy đi, nếu mà không thấy thì mới đi tìm chỗ kia. Ok. Và nếu các bạn có cần mua nick tự động thì các bạn có thể truy cập vào nơi đó tự động.vn nhé. Mình luôn luôn để link ở phía dưới phần mô tả đấy. Cái shop này thì mình quảng cáo cũng được 1 năm rồi đấy. Rất là lâu rồi. Là các bạn cứ yên tâm đi, rất là uy tín thôi. Thì đầu tiên các bạn có thể ghi là nơi đó tự động.vn thì nó sẽ ra cái web này nhé. Ở đây thì các bạn có thể vào phần đăng nhập. Cái phần đăng nhập này thì các bạn có thể dùng tài khoản Facebook của các bạn để đăng nhập vào nhé. Đó. Mình đã đăng nhập Facebook của mình vào rồi. Hiện tại thì mình có nick đã có số dư là 150.000 Việt Nam đồng. Ở đây thì mình sẽ chọn loại nick này. Nếu mà các bạn thích những cái nick nào tầm trung ấy, những cái nick nào tầm 200k này, 300k này hay là 1 triệu 2 triệu gì đấy thì các bạn có thể vào cái nick tầm trung. Còn nay mình chỉ đủ tiền để mua nick sơ sinh thôi. Có 150k thôi các bạn ạ. Đâu rồi nhỉ? Nick này là bao nhiêu ta? 750.000 này. Không đủ. À đây, có nick 100k này. Nick server 2. Ok, mình sẽ vào phần mua ngay. Xác nhận mua tài khoản 993. Quất luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái nick này mình xem cho các bạn nhé. Đây. Đó, đây là tài khoản. Còn mật khẩu là 57503. Mình sẽ không đổi mật khẩu nhé. Cho các bạn nhanh tay thì các bạn có thể lấy được. Mật khẩu là 57503. Đó. Server 2 này. Ở đây 36 triệu này mà chỉ có 100k thôi. Thì cho bạn là nhanh tay thôi nhé. Một bạn nhanh tay thôi. Thì đấy là cái cách để mua nick tự động ở trên shop đấy. Thì nếu các bạn có cần thanh lý nick ý, thì các bạn có thể liên hệ về Facebook của chủ shop. Đây, cái Facebook của chủ shop ở chỗ này này. Thấy không? Facebook admin ở chỗ này. Thì nếu mà có những cái lỗi gì hay là các bạn có muốn mua trực tiếp với nick ở trên shop ấy thì các bạn có thể liên hệ về Facebook của ông ấy qua phần link ở phía dưới phần mô tả nhé. Hoặc các bạn có thể bấm vào chỗ này này, bấm vào dấu ba gạch này. Đó, vào phần Facebook admin. Còn phần nạp thẻ thì các bạn có thể vào phần nạp thẻ chậm chỗ này. Nó cũng giống như kiểu nạp thẻ trên những cái shop khác thôi. Phải đợi người ta duyệt mà, chứ bây giờ những cái cổng nạp thẻ thì nó không không có nạp tự động được ấy. Đó. Thôi, chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, một đăng ký và kích vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
Bye bye.